Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Hiện nay, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục được bổ sung xuống nước ta. Dự báo đến gần sáng mai, ngày 17 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, sau đó là đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi mới ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên gần sáng và ngày mai, ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 13 cho đến 16 độ C, vùng núi cao là dưới 10 độ C. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng mai đến ngày 18 tháng 12 sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa và mưa to, mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ C. Trước mỗi đợt thời tiết thay đổi, gia cầm nuôi không kịp thích nghi, sức đề kháng suy giảm, dễ mắc bệnh. Vì vậy, bà con cần nâng cao sức đề kháng cho đàn gia cầm với phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bà con nên lưu ý các công việc sau đây. Che chắn chuồng trại cho đàn gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp dưới mức 15 độ C. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo đúng quy định. Kết hợp với bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho đàn vật nuôi. Phun khử trùng, tiêu độc trang trại 3 lần trong một tuần. Thường xuyên thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi để không ảnh hưởng tới sức khỏe của đàn gia cầm. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Từ ngày mai, gió ở vùng ven biển chuyển hướng đông bắc cấp 4 ở vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Sóng biển sẽ cao từ 2 cho đến 4 mét. Từ gần sáng mai, ngày 17 tháng 12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, nước ta, gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức nông nghiệp đáng chú ý khác. Sở Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết đang khẩn trương xây dựng các cống ngăn mặn có quy mô lớn ven sông Tiền nhằm đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất cho khoảng 80.000 hộ dân ven sông. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ nay đến năm 2025, tỉnh Tiền Giang sẽ đầu tư 846 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương để xây dựng 6 dự án cống đập ngăn mặn kiên cố ven sông Tiền thuộc huyện Châu Thành và Cai Lậy. Riêng từ nay đến cuối năm 2021 sẽ tổ chức thi công 2 cống đập ngăn mặn ở đầu sông Rạch Gầm và sông Phú Phong, huyện Châu Thành. 4 cống đập còn lại sẽ tiếp tục thi công vào các năm sau. Các công trình này hoàn thành sẽ thực hiện chức năng ngăn mặn, trữ ngọt vào mùa khô hạn, phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất cho hơn 80.000 hộ dân ở tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An nhằm giúp người dân địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, thú chơi lan hồ điệp Tết trong những năm gần đây ngày càng phát triển. Song nhiều người do không biết được đặc tính của cây lan hồ điệp, kỹ thuật trồng, chăm sóc, nên có năm lan hồ điệp nở sớm, có năm lại nở muộn không đúng vào dịp Tết, hoặc có năm lan hồ điệp không ra hoa. Thời điểm này, cách Tết Nguyên đán khoảng hơn một tháng, các nhà vườn đang tận lực chăm sóc các chậu lan hồ điệp để chuẩn bị cung cấp ra thị trường. 7.000 m2 trồng hoa lan hồ điệp tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Cây Cảnh, Viện Nghiên cứu Rau Quả.
Đây là giai đoạn hoa lan cần được giám sát việc xử lý lạnh trong nhà lưới. Bởi đặc tính của lan hồ điệp là ra hoa ở môi trường nhiệt độ dưới 18 độ C, nhiệt độ ngày và đêm phải chênh lệch nhau từ 10 đến 12 độ C. Bên này chúng ta đang xử lý lạnh để ra điều khiển ra hoa em ạ. Trong phòng này là nhiệt độ đang là bao nhiêu đây ạ? Bên này hiện nay chúng ta đang duy trì từ 16 đến 18 độ C. Tại sao lại phải để nhiệt độ lạnh như vậy? Đây là yêu cầu tối thiểu để cho cái việc mà chúng ta xử lý ra hoa đồng loạt. Trước đây với cái điều kiện kinh tế chúng ta chưa cho phép thì chúng ta thường phải mang cái hoa này đến các nơi mà vùng có điều kiện lạnh hơn để chúng ta xử lý. Ví dụ như là ở Sapa, ở trên Lào Cai. Thứ hai là ở Mộc Châu. Lan hồ điệp cần thời gian khoảng 45 đến 60 ngày từ lúc nhú nhánh hoa đến lúc các bông hoa nở. Giai đoạn này, người trồng nên tăng cường lượng phân có hàm lượng lân và kali cao để dưỡng hoa bằng cách bón phân trực tiếp hoặc hòa chung vào nước theo đúng tỷ lệ rồi tưới cho cây. Lân và kali cao có vai trò rất quan trọng trong quá trình phân bón bông hoa. Nó có thể kích thích những bộ phận mới ra như ngồng hoặc là rễ và lá. Vì vậy mà cái vai trò của phân lân rất là quan trọng. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng cái phân cao kali và cao lân với cái hàm lượng là 9, 4, 5, 15. Trong điều kiện mà xử lý ra hoa chúng ta cần phải bón tăng cường bón cả lân và kali để cho nó tăng quá trình trao đổi chất, để tăng quá trình làm đồng đều cái việc mà sinh trưởng mầm hoa. Để năm nào lan hồ điệp cũng ra hoa nhiều và nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, người trồng cần nắm bắt được đặc tính của cây lan hồ điệp là chịu được ẩm nhưng không chịu được ướt. Mỗi ngày, bà con duy trì việc tưới nước cho cây 2 lần, vào sau 9 giờ sáng và trước 4 giờ chiều là vừa đủ. Như vậy, việc xử lý để lan hồ điệp ra hoa đúng Tết Nguyên đán không khó, chỉ cần người trồng tuân thủ đúng các công việc nêu trên. Xin được trở lại với một số tin tức liên quan đến COVID-19. Để giảm chi phí cách ly tự nguyện và tạo điều kiện cho người Việt đang mắc kẹt ở nước ngoài sớm được trở về, hồi hương, Bộ Y tế Việt Nam vừa đưa ra dự thảo quy chế mới về người nhập cảnh. Theo đó, nếu tiêm đủ vaccine, người nhập cảnh chỉ cần cách ly tại nhà trong 3 ngày. Dự thảo mới quy định người nhập cảnh đã tiêm đủ liều hoặc khỏi COVID-19 sẽ cách ly tại nhà, khách sạn, nơi lưu trú trong 3 ngày, làm xét nghiệm real-time PCR vào ngày thứ 3. Nếu kết quả âm tính từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 14, chỉ phải theo dõi sức khỏe thay vì phải cách ly tập trung 7 ngày như hiện nay. Với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều, Bộ Y tế đề nghị cách ly tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện xét nghiệm ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Người già, trẻ em, phụ nữ có thai được cách ly cùng với người chăm sóc. Dự kiến quy chế phòng dịch mới với người nhập cảnh sẽ ban hành trong tháng 12, trước khi Việt Nam trở lại mở lại các đường bay thường lệ quốc tế.